một cuộc chơi lớn, một cuộc chơi cũng cực kỳ đặc biệt. Bên kia là khu trưng bày và tôn vinh các tác phẩm đẹp. Và khu này là khu cực kỳ đặc biệt, chưa từng có trong triển lãm. Quý vị các bạn nhìn lướt qua nhé. Một khu được căng bạt rất là rộng. Khu này thì được trưng bày các tác phẩm phôi và cũng có khá nhiều những tác phẩm hoàn thiện. Phần lớn thì đều là những cây phôi, những cây phôi cũng gần hoàn thiện. Quý vị các bạn xem cây đầu tiên nhé. Cây đầu tiên cũng là một cây xanh, cây xanh rất là nu. Thông tin của cây này, cây này thì cũng gần hoàn thiện rồi, công răm là rất là đẹp nhé. Cây hoa giấy, cây si nhé, một cây si hàng đương đại cũng rất là lùn lực, nu, chi cảnh được làm rất là rụt rịt. Thông tin của chủ cây này, cây si rất là chất lượng nhé. Cây tiếp theo là cây si nhé. Cây si này được trồng trong một cái chậu đá cũ. Cây này thì hoàn thiện rồi, mịn cây rồi, cũng của nhà vườn Nhật Cường. Bảo búp này, các bác xem tiếp một cái si nhé, một cây si phôi cũng giật được nhiều lần rồi nhé. Già lu cục chun chảy như này. Cây này cũng của nhà vườn Nhật Cường. Nhà vườn Nhật Cường thì mang đi những cây cực kỳ chất lượng, mặc dù nó là những cây gần hoàn thiện, tương lai sẽ là những tác phẩm rất là tuyệt vời. Xanh nhé, cây này thì cũng gần xong rồi, đã làm răm rồi, có lẽ thì còn thêm thời gian để răm nó mịn thôi. Xanh, chất liệu là xanh Nam Điền, cũng của nhà vườn Nhật Cường. Cây cực kỳ già rồi nhé. Một khu trưng bày phôi cực kỳ rộng nhé, đi mỏi chân luôn. Chủ yếu là các tác phẩm tầm trung và kích thước lớn, và đều là những cây có giá trị kinh tế rất là cao, tiền trăm và tiền tỷ cũng rất nhiều nhé. Những cây này chắc không ít tiền đâu. Xanh nhé, xanh phôi hàng cầu. Chỗ này là cây si cổ này, một cây si rất là cao nhé, cây hàng mịn rồi, cây cực kỳ già. Cây này của Nguyễn Ngọc Thoan, si cổ, cây già nu, kỳ đá nhé. Quý vị các bạn xem tiếp nhé, đi mỏi chân luôn.
dàn phôi phải nói là cực kỳ chất lượng. Xanh phôi này. Thông tin chủ cây nhé. Bác là kênh G2V thì em nghe giọng quen đấy. Cái bông này nó đang hơi bị cây, cây cảnh của cuộc sống. Cây cảnh cuộc sống. Thế trước là cái gì công nghệ? À, công nghệ thông tin của cuộc sống. Vâng. Trước kênh của mình làm về công nghệ cuộc sống. Bây giờ mình cắt công nghệ thông tin chuyển sang cái kênh riêng này. Em nghe cái giọng rồi, bác hay xem G2V đó. Bây giờ đổi tên lại cây cảnh cuộc sống dễ tìm kiếm. Lúc nãy ở ngoài em nghe giọng anh là em nhận ra rồi. Cây đường hoành bên này thì hết cho xe rồi nhỉ. Khó tả, vẽ rất khó. Giống như cây này thì không có gì đấy các bạn. Quý vị các bạn xem tiếp nhé. Chỗ này cũng rất nhiều cây phôi đẹp này. Đây cũng là một cây xanh phôi rất là tuyệt vời nhé. Nhìn sướng chưa? Dạ khô. Cây này cũng giật được nhiều cút rồi nhé. Một số chỗ làm răm rồi. Làm mà tiếp cây này cũng nhanh và dễ làm. Một tác phẩm xanh rất là tuyệt vời. Có lẽ đây là cây tán tầng phá. Nhưng mà phá rất là đẹp nhé. Chiều này nhìn rất tuyệt vời nhé. Khô nó chủ nhũ như này. Cổ ngọn đẹp nhé. Xanh tán tầng mà kiếm được cây có cổ ngọn đẹp cũng hơi ít. Phá không khéo nó hỏng cổ ngọn. Tên tác phẩm là Tháp Liên Hoa. Xì phôi này. Chỗ này thì có cả những cây hoàn thiện này. Quý vị xem lướt qua nhé. Phôi cực kỳ nhiều luôn. Một số cây ở khu trưng bày đặc biệt tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.